nè mọi người xem đúng không, thấy không, ti còn lấy nét rồi đây, cái tờ tiền 20.000 Việt Nam đồng, cái hình ảnh này là chùa cầu. Các bạn thân mến, nhắc đến Đà Nẵng thì chúng ta sẽ nghĩ đến Hội An, Quảng Nam. Quảng Nam hả? Quảng Nam Đà Nẵng. Quảng Nam hả? Quảng Nam, tỉnh Quảng Nam, đây là thành phố Hội An. Nhắc đến Quảng Nam, Đà Nẵng thì các bạn sẽ nghĩ đến Hội An. Và khi đến Hội An thì các bạn sẽ thấy được những chiếc lồng đèn đủ màu sắc rất là đẹp, và khi đêm đến thì những cái ánh đèn đó còn lung linh hơn nữa, và chúng ta sẽ được thưởng thức những món ăn đặc biệt. Cứ đi đại đi ra đâu, chúng ta sẽ đến được phố cổ nè, ngắm được lồng đèn và thưởng thức những món ngon của nơi đây. Trong đó có ví dụ như là chè nè, rồi kem nè, rồi mì quảng nè, và đặc biệt là món cao lầu. Nói đến cái món cao lầu thì chắc tôi phải nhờ sự giúp sức của Quân. Quân đâu vậy em? Nó mất chụp hình rồi mọi người. Quân là một hướng dẫn viên du lịch và được đi các nơi. Chắc rằng bạn ấy sẽ biết được cái nơi nào để ăn được thưởng thức cái món cao lầu ngon nhất, tốt nhất. Bây giờ mời các bạn cùng theo chân Bảo khám phá Hội An và thưởng thức những cái món ngon ở nơi đây nha. Ồ, cái thầy đẹp quá ha. Cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30 km về phía nam, phố cổ Hội An là nơi hấp dẫn và thu hút nhất của du lịch Việt Nam, vì do không bị đô thị hóa với những giá trị kiến trúc lịch sử văn hóa vào đầu những thập niên 80. Các bạn sẽ dễ dàng tìm thấy được những quán cà phê đẹp lạ như thế này tại từng con đường của phố cổ Hội An. Mỗi quán có một view khác nhau. Với tôi cũng rất thích những quán cà phê có view độc lạ trong mỗi chuyến đi của mình. Những ngôi nhà ở đây là những kiến trúc truyền thống có niên đại từ thế kỷ 17 đến 19, là minh chứng cho quá trình hình thành và phát triển của phố cổ Hội An, cũng là vùng đất ghi nhiều dấu ấn của sự pha trộn, giao thoa văn hóa. Hầu hết, các con đường ở phố cổ này đều mang dấu tích của Trung Hoa, nằm trên những ngôi nhà phố truyền thống của người Việt và những ngôi nhà mang phong cách kiến trúc của người Pháp, và được xem như là một bảo tàng sống về kiến trúc và lối sống đô thị của người Việt Nam tại phố cổ Hội An này. Ở đây là cái ngôi chùa đầu tiên tôi thấy khi bước chân vào phố cổ. Các bạn sẽ thấy cái khuôn viên rất là đẹp, rất là mát đó, đúng không? Hình như là giờ này nhà chùa đang tụng kinh. Thôi mình đi ra ngoài, nếu
vào quay phim lúc này thì tôi sợ là mất cái uy nghiêm. Các bạn sẽ bắt gặp được rất nhiều những ngôi chùa khi đến phố cổ Hội An, có lối kiến trúc nửa Việt nửa Hoa. Tôi nghĩ điều này là chính là cái sự giao thoa văn hóa và làm nên cái vẻ đẹp của Hội An ngày nay. Các bạn thân mến, trên cái đoạn đường phố cổ Hội An, các bạn đi dạo một vòng buổi sáng thì chúng ta sẽ bắt gặp được nhiều cái quán hàng ăn rất là ngon. Các bạn có thể lựa chọn như bún bò Huế, bún thịt nướng, vân vân các thứ, hoặc là cao lầu. Bây giờ mời các bạn cùng tôi vào trong thưởng thức cái món cao lầu mà có thể gọi là ngon và đặc biệt nhất của Hội An này nhé. Cao lầu cũng là một trong những cái món ăn tiêu biểu của phố cổ Hội An này. Khi nghe tên thì mình cứ ngỡ là cái món này là của người Hoa, nhưng thực ra cái hương vị và cách chế biến cũng như khi thưởng thức lại rất là cầu kỳ và rất là của miền Trung Việt Nam. Mời các bạn cao lầu nha. Ở trong này món cao lầu ta sẽ có nè, thịt lá, cao, và đặc biệt là cái cọng này là gọi là cọng gì quân? Mây. Cọng mây đúng hả? Cọng mây. Đây là mì cao lầu, là cọng mì cao lầu. Rồi cái này là đậu kia hả? Đúng không? Đậu kia luôn. Đang không? Đang dầu á. Đang heo. Không phải, cái này là cọng mì. À, cái này là bột mì. Mình cứ ngỡ lên giống như là cái tàu kia trong miền Nam mình, miền Tây mình á, hoặc là giống như da heo, nhưng mà người ta làm bằng bột mì rồi rau, ngon lắm. Đến Hội An á thì các bạn phải thưởng thức cái món cao lầu này, ăn được tỏi luôn, tỏi nữa nha mọi người. Tỏi của Hà Nội. Tỏi của Hà Nội. Sơn Hoàng. Cứ ngồi đây cô. Tôi rất thích đi dạo ở những con đường phố cổ Hội An này. Những mái ngói, những bức tường màu vàng cũ kỹ, phủ đầy rêu phong và sắc đỏ của đèn lồng là điểm nhấn ở Hội An này. Đây mới chỉ là một cái phần nhỏ của khu phố cổ Hội An, nhưng cũng đã đủ làm khiến chúng tôi phải đắm say, muốn đi mãi ở chỗ này và lại muốn sở hữu cho mình một góc nhỏ ở phố cổ này. Hội quán Phúc Kiến là một trong những hội quán của người Hoa, nằm xen kẽ khắp cái phố cổ Hội An này. Dọc trên cái con đường Trần Phú mà các bạn sẽ bắt gặp được những hội quán như thế này. Tương truyền lúc xưa, hội quán chỉ là một cái dân miếu nhỏ thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu, tức là cái vị thánh phù hộ cho các thương nhân người Hoa. Sau nhiều lần trùng tu, hội quán Phúc Kiến ngày nay rực rỡ và khang trang hơn, với nghệ thuật sử dụng hài hòa các chất liệu gỗ, đá và những cái họa tiết trang trí, đã đem lại cho hội quán vẻ đẹp sắc sảo và không kém phần uy nghiêm của nó, và đã góp phần thú vị cho phố cổ Hội An này.
quán ở Hội An đều được xây dựng uy nghi và lộng lẫy, với những kiểu trang trí cầu kỳ, những khung gỗ sơn son thiếp vàng, những bức tượng điêu khắc lạ mắt và nhiều màu sắc. Đây như một nơi sinh hoạt cộng đồng và cũng là một cách mà để người Hoa ở Hội An tưởng nhớ về quê hương và cội nguồn của họ. Nếu các bạn đến Hội An vào những ngày nguyên tiêu, tức là ngày 15 tháng Giêng âm lịch hàng năm á, thì những cái hội quán sẽ diễn ra lễ hội rất linh đình. Ngày này thì các bạn sẽ được tham gia lễ hội của người Hoa tại những cái hội quán ở khắp phố cổ này. Các bạn thân mến, tôi thấy cái điều đặc biệt ở cái chợ Hội An này, các bạn có thấy cái giếng không? Giếng máy kìa, có cái lịch sử kìa. Cái diện tích giếng máy là mọi người. Giếng máy là một công trình trong những giếng cổ. Thì đúng rồi. Thấy mọi người thấy cái giếng không? Tức là cái giếng này là để sinh hoạt cho tất cả những người dân ở Hội An này hồi xưa, đúng không? Bác là người ở đây hả? Đây. Dạ. Cô bày bác có hiểu về cái giếng cổ này không? Giếng cổ này có từ Trung Quốc, có giếng từ Trung Quốc. Cô muốn nghe chính được cái người ở địa phương á. Cái giếng này thì người ta làm lâu rồi, từ ông Pháp Việt thời mà chính quyền đỡ của ông Đồng Quốc rồi. Thì người ta làm cũng xong đó. Năm nay bác bao nhiêu tuổi? Thì bác 65. Các bạn thân mến, đây là cái dòng sông Thu Bồn êm ả mà các bạn thường nghe trong cái bài hát của nhạc sĩ nào mình quên rồi. Nơi đây thì thường sẽ diễn ra những cái sự kiện như thả hoa đăng. Các bạn thấy phút trên á thì các bạn sẽ thấy thường là thấy hoa đăng nhiều hơn. Còn ở đây các bạn sẽ thấy những chiếc thuyền hoa đăng. Khi mà đêm về á, những chiếc thuyền này lên đèn, những cái lồng đèn thì với cộng với những cái ánh đèn của phố cổ, nó sẽ tạo nên một khung cảnh thơ mộng và thật là huyền ảo, rất là đẹp. Điều mà chúng tôi cảm thấy thú vị nhất khi đến Hội An là vòng vòng trên những con đường xuyên suốt với cái đô thị cổ này, thưởng ngoạn những công trình kiến trúc mang phong cách thời xưa cũ, với những ngôi nhà cổ đậm dấu ấn thời gian, nơi con người ta có thể chiêm ngưỡng tận mắt kiểu kiến trúc đặc trưng của phố cổ, đứng trên bờ sông Thu Bồn, ngắm nhìn những con thuyền đủ màu sắc của đèn lồng, xem cuộc sống của người dân nơi đây. Một khung cảnh bình dị, thơ mộng, không lời nào tả được. Các bạn thân mến, các bạn thấy ở phía sau tôi không? Đây là cái chùa cầu mà hình ảnh này các bạn thường thấy trong một cái tờ tiền mà phải vậy, cái tờ tiền 20.000 đó. Con quay được cảnh đúng không nè mọi người xem, đúng không, thấy không Ti? Con lấy nét rồi đây, cái tờ tiền 20.000 Việt Nam đồng, cái hình ảnh này là chùa cầu đấy, còn bên này là cái chùa cầu thật này, thấy không? Đi lại đây Ti.
thấy rất là đặc biệt. Thường á chúng ta chỉ thấy cái chùa cầu ở trên cái hình tờ tiền 20.000 thôi, nhưng mà chưa thấy được thực tế cái chùa cầu như thế nào. Thì hôm nay thì Bảo thật sự chứng kiến ngôi chùa cầu mà mình chỉ thấy được trong tờ tiền này. Đây là ngôi chùa cầu thật ở ngoài. Khi mà các bạn đến Hội An là sẽ thấy được cái chùa cầu này. Cái nét cổ kính ngày xưa hoang sơ vẫn còn nè mọi người. Đi vòng qua đây coi đi. Ấn tượng nhất phải nói đến chùa cầu. Dài khoảng 18 mét, có mái che được làm bằng gỗ, sơn son chạm trổ rất công phu. Cong cong vắt qua rạch nước nhỏ chạy qua sông Thu Bồn. Nó liền đường Trần Phú và đường Nguyễn Thị Minh Khai. Chùa không có tượng Phật, mà gian chính có thờ một tượng gỗ Bắc Đế Trấn Võ, như thể hiện khát vọng về hạnh phúc và niềm vui của con người, những người dân phố cổ Hội An. Sau lưng tôi là một quán cà phê rất đặc biệt đúng không? À, ở đây không những các bạn được thưởng thức ly cà phê hạt nguyên chất mà sẽ được xem một gọi là họa sĩ vẽ chiếc mặt nạ rất là đẹp, rất là xinh. Các bạn khi đến Hội An thì có thể ghé đây uống cà phê và vào thưởng thức tay nghề nghệ sĩ của cô ấy, rất là đặc biệt luôn. Để tạo ra được những chiếc mặt nạ lạ và đẹp với những khuôn mặt có phần hơi đáng sợ thì tôi nghĩ không chỉ có cái đôi tay khéo léo mà phải có một trí tưởng tượng phong phú, có thể nói là phải cực cao để tự phát họa và phối màu sao cho hợp lý. Các bạn thấy rất nhiều những chiếc mặt nạ, mỗi chiếc đều có một cái nét riêng, rất sắc sảo từng chi tiết như mắt, mũi, môi, miệng đều được họa tiết rõ ràng. Tôi nhớ không lầm là chú nghệ nhân này đã từng có mặt trong game show Người Bí Ẩn, nhưng lại không nhớ là số nào. Tôi rất thích những quán cà phê có view như thế này. Dù đi bất cứ nơi đâu, tôi vẫn ưu tiên lựa chọn những cái view cà phê như thế này và ngồi nhâm nhi cà phê, nghe nhạc nhẹ nhàng sâu lắng, một khung cảnh êm đềm rất là lãng mạn. Luôn.
chứ là nãy mà nó nói cái quán cao cao là nó ôi trời. Mình nghĩ ở chỗ này đó chưa phải là cái view cao nhất của Hội An này đâu. Các bạn cũng có thể lựa chọn những cái quán cà phê có view xịn sò hơn, tùy theo ý thích mọi người. Tôi thấy quán này cũng cái view khá là đẹp, và có thể ngồi trên cao chụp cho mình những bức ảnh đẹp, ngắm nhìn những mái nhà cổ xưa bám đầy rêu phong. Đây là cái điều đặc biệt mà ở phố cổ Hội An này. Cái cảm giác mà cái cảm giác lúc đầu mà khi mà mình để vô á, mình từ bắt đầu từ trên rơi xuống á. Ồ. Chưa chưa. À. Mày đi xong mày. Chút cho trả tiền. Bao nhiêu à con? Cái bọn. 30.000. Không quy sai em nữa mà. Ủa sao nãy nói 20? Sao này con? Nè. Khi đêm về, trên khắp khu phố cổ, từ những đường phố đến cửa hàng, nhà hàng, quán rượu, người dân địa phương vẫn giữ một truyền thống xưa, đó là thắp sáng bằng đèn lồng. Đèn điện và những thứ hiện đại khác sẽ bị hạn chế sử dụng. Lúc này bạn hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp, lung linh và tinh tế của một phố cổ Hội An một cách trọn vẹn nhất. Phố cổ Hội An sẽ lung linh hơn nữa dưới ánh sáng của đèn lồng. Các bạn sẽ bị mê mẩn với vẻ đẹp trầm lắng, thơ mộng của phố cổ về đêm. Dưới ánh đèn lung linh, huyền ảo, phảng phất cái phong vị của ngày xưa khi dạo quanh những con phố nhỏ. Lúc này, Hội An đẹp hơn bao giờ hết. Một Hội An thơ mộng, ẩn ẩn hiện hiện trong bầu không khí huyền ảo, hắt ra từ những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc, rồi dập dìu trong những giọng ca văng vẳng vang lên từ những con thuyền dưới bến sông. Rất là lãng mạn, rất là Hội An. Các bạn thân mến, các bạn thấy chùa cầu có lung linh huyền ảo khi về đêm không? Đây là một cái nơi rất đẹp, nói chung là cực kỳ đẹp ở Hội An này. Khác với Hội An ban ngày có phần yên tĩnh, đậm nét hoài cổ, Hội An về đêm sẽ đông vui và náo nhiệt hơn. Khi Hội An chìm dần vào màn đêm ấm áp, lung linh của hàng nghìn chiếc đồng đèn được thắp sáng huyền ảo, đây là thời điểm phố cổ đông vui nhất. Từng dòng người đổ về để tận hưởng cái huyền ảo của phố cổ về đêm. Nếu như các bạn đến đây vào những ngày rằm âm lịch thì sẽ được thấy hoa đăng thả trên sông. Em để cho nó xoay hết đó Trân. Vâng.
em để cho nó xoay hết hệ thống máy. Đoạn đường đẹp nhất của Hội An ban đêm chính là con phố dọc sông Hoài. Dòng sông thơ mộng, vốn yên bình, trở nên lung linh hơn bao giờ hết bởi những ánh đèn vàng từ khu nhà cổ cùng những con thuyền chở đầy đèn lồng soi bóng xuống dòng sông, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn, làm cho Hội An có vẻ huyền bí hơn. Dạ vâng, tí xíu em quay lại, em nhớ chị rồi, em nhớ chị. Dạ. Ok. Dạ, tí xíu em quay lại, nếu mà có đi thì gặp chị liền. Và các bạn cũng sẽ bắt gặp được những cái món ăn vặt quen thuộc tại phố cổ Hội An này, như là trái cây, thịt nướng xiên que, tàu phớ, các loại chè, hay là chọn ngồi thưởng thức cà phê với những cái view xịn sò như thế này. Phải nói ngồi cà phê ở quán này có phải rất là phê không cả nhà, rất là đẹp ha. À, các bạn thân mến, buổi tối khi ở Hội An á, các bạn đi một vòng để ngắm cảnh, ngắm lồng đèn. Sau 21 giờ thì tất cả mọi thứ đã tắt hết, chỉ còn lác đác cái cô bán chè hay những cái quán hàng rong. Các bạn có thể lựa chọn một cái nơi thích hợp hoặc là chỗ nào mà các bạn cảm thấy thoải mái thì mình sẽ thưởng thức một cái ly chè. Cái này là tàu phớ nè mọi người. Đó. Cái này gọi là bằng tô chứ không gọi là chén nữa, đúng không ạ? Ở đây cô gọi bằng gì? Tô đúng không? Vâng, tô tàu phớ có rất nhiều như là xương sa nè, này xương sa nè, này xương sáo đúng không? Cái xương sa màu trắng, cái xương sáo màu đen, má ơi, còn cái này. Má ơi, cái đó là tàu rau câu, tàu hủ để mình thưởng thức nha. Các bạn có thể chọn ăn cả nóng và lạnh đều được nha, cái nào cũng ngon hết. Những con người đầu tiên đi máy bay nè mọi người, có hí ha hí hửng nghe không? Quân đâu? Quay qua mới thấy nó đi hướng từng chập ngọt, đi hướng từng chập ngọt. Chảo luôn nè.
À, các bạn thân mến, tôi đến Hội An thì hơi trễ tí xíu, chỉ quay được một ít. Nhưng mà 21 giờ đêm thì tất cả các đèn, các bạn thấy không, hồi nãy thì mình thấy được các đèn. Còn bây giờ thì 21 giờ đêm thì họ ở Hội An người ta sẽ tắt bớt đèn hết rồi. Còn như giờ là tôi cũng đã quay được một ít hoa trăng với đèn ở đây để mọi người xem. Cũng rất tiếc là còn bỏ sót nhiều cái nơi đẹp của Hội An. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.